U16 Việt Nam biết cách khắc chế U16 Philippines. Huấn luyện viên Thorlot Chớt Quang Hải đá chính tại Pau FC. Thủ môn Việt Kiều báo tin mừng cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. VFF chỉ rõ khả năng dự World Cup của đội tuyển Việt Nam. U16 Việt Nam biết cách khắc chế U16 Philippines. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn khẳng định U16 Việt Nam đã có phương án để giành được 3 điểm trọn vẹn trước U16 Philippines tại trận đấu diễn ra vào lúc 15 giờ chiều mai ngày 3 tháng 8. Sau buổi họp chuyên môn phân tích băng hình đối thủ U16 Philippines vào rạng sáng nay, U16 Việt Nam đã thực hiện phương án chiến thuật trong buổi tập cùng ngày tại khuôn viên trường quốc tế Yogyakarta. Huấn luyện viên Trần Quốc Tuấn cũng rèn giũa các miếng đánh tấn công sở trường cho đội. Ông khẳng định là U16 Việt Nam đã có phương án để giành 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu với U16 Philippines. Đội trưởng Nguyễn Công Phượng của U16 Việt Nam nói sau buổi tập: "Chúng tôi đã nghiên cứu đối thủ U16 Philippines. Căn cứ vào đó, U16 Việt Nam đã có những phương án khắc chế đội bóng này. Tuy nhiên, U16 Việt Nam sẽ thận trọng và không chủ quan. Toàn đội quyết tâm hướng đến chiến thắng." Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng yêu cầu các học trò tập trung tối đa cho màn so tài này, bởi chiến thắng sẽ giúp cho U16 Việt Nam tiến gần hơn tới vòng bán kết của giải đấu. Về mặt lực lượng, U16 Việt Nam đón sự trở lại của tiền đạo cánh Xuân Toàn. Cầu thủ này bị đau nhẹ ở buổi tập chiều ngày 1 tháng 8 nhưng đã đảm bảo đủ thể lực để hoàn thành trọn vẹn khối lượng tập luyện ngày hôm nay. Cầu thủ chạy cánh trái Vi Đình Thượng cũng đã tập với bóng. Anh được trợ lý thể lực kèm riêng trong buổi tập chiều nay. Trận đấu giữa U16 Việt Nam và U16 Philippines diễn ra vào lúc 15 giờ chiều mai ngày 3 tháng 8 trên sân Sultan Agung. Tại trận đấu ra quân, U16 Việt Nam đã thắng U16 Singapore với tỷ số đậm 5-1, trong khi U16 Philippines thua 0-2 trước chủ nhà U16 Indonesia. Đội bóng của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Quốc Tuấn đang tự tin hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp để giành vé vào bán kết của giải U16 Đông Nam Á 2022. Huấn luyện viên trưởng Thorlot Chớt Quang Hải đá chính ở Pau FC. Chia sẻ với giới truyền thông, huấn luyện viên Didier Thorlot của Pau FC tin rằng Quang Hải có thể tiến xa ở câu lạc bộ nếu như thích nghi được với môi trường tại nơi đây. Trước vòng 2 League 2 diễn ra vào cuối tuần này, huấn luyện viên Didier Thorlot của Pau FC đã có những chia sẻ trên tờ báo địa phương. Suzquest khi được hỏi về Quang Hải, vị này đã cho biết: "Chúng tôi giới thiệu cậu ấy là Messi Việt Nam, nhưng cậu ấy thì gợi tôi nhớ đến Matheu Valbuena nhiều hơn, bởi Quang Hải cũng có những điểm tương tự. Cậu ấy chạm bóng rất nhanh và có thể thực hiện những đường chuyền không cần quan sát, khả năng giữ điểm tốt và trúng phạt điều luyện." Trong lượt đấu ra quân ở mùa giải năm nay, mặc dù là chỉ được tung vào sân trên băng ghế dự bị, nhưng tiền vệ Quang Hải vẫn thể hiện khá tốt trong 30 phút chơi bóng. Thậm chí, trang SofaScore đã chấm Hải Con được 6,9 điểm và trở thành cầu thủ có điểm số cao nhất bên phía của Pau FC. Đây được xem như là một đánh giá khả quan bởi đội chủ nhà thảm bại, nhưng với riêng Quang Hải, anh vẫn chơi khá ổn định. Và đó là tín hiệu đáng mừng cho thấy cầu thủ này hoàn toàn có cơ hội đá chính trong những trận đấu sắp tới. Nói về triển vọng phát triển của Hải Con tại nước Pháp, huấn luyện viên trưởng Thorlot đã đưa ra nhận xét: "Tôi biết là Quang Hải là ngôi sao bóng đá của Việt Nam, tuy nhiên thì chúng tôi không hề có ý định chiêu mộ cậu ấy để tạo tiếng vang. Tiêu chí về thể thao là yếu tố đầu tiên để chiêu mộ cầu thủ. Nhìn vào Quang Hải, tôi nhớ tới Matheu Valbuena và tôi tin rằng nếu như thích nghi được với câu lạc bộ, cầu thủ này có thể tiến xa so với tài năng của mình." Đầu tháng 7 vừa qua, Quang Hải đã chính thức gia nhập Pau FC, đội bóng thuộc giải Ligue 2 của Pháp. Theo bản hợp đồng, có thời hạn là 2 năm. Tiền vệ người Việt Nam đã chơi một vài trận giao hữu cho đội bóng mới và cũng đã đại diện cùng với vùng bên trải qua thất bại 0-4 trước Guigam tại trận mở màn Ligue 2 mùa giải 2022-2023. Vào ngày 6 tháng 8 tới, anh và các đồng đội sẽ tiếp tục ra sân thi đấu ở vòng đấu 2, gặp đối thủ là Dijon. Nếu như thể hiện tốt trong các buổi tập, rất có khả năng là Quang Hải sẽ được bố trí đá chính trong trận đấu này. Thủ môn Việt Kiều báo tin mừng cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Thời gian vừa qua có nhiều thông tin cho rằng thủ môn của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm chuẩn bị đào tẩu khỏi câu lạc bộ Crezo Osaka. Sở dĩ người gác đền sinh năm 1993 có ý định kể trên là do anh đã không thể lấy lại được vị trí của mình sau thời gian bị chấn thương. Thậm chí là trong những phát biểu mới nhất, người đại diện của Văn Lâm cũng bỏ ngỏ khả năng cầu thủ của mình sẽ ở lại với Nhật Bản. Hợp đồng của Văn Lâm sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2023 và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, ông Grushin, người đại diện của Đặng Văn Lâm hiện đang có mặt tại Việt Nam. Sự xuất hiện của siêu cò người Nga khiến cho giới mộ điệu không khỏi bàn tán về viễn cảnh thủ môn Việt Kiều sẽ quay trở lại thi đấu tại V-League. Mọi thứ còn tùy thuộc vào quá trình đàm phán, tôi vẫn cân nhắc kỹ để xem Văn Lâm nên ở lại Osaka hay đi tìm một đội bóng mới, Grushin chia sẻ.
Nếu như lựa chọn quay trở về với quê nhà, đây có thể sẽ là một quyết định đúng đắn của Lâm Tây, bởi thời điểm hiện tại anh cần một bến đỗ ổn định để duy trì phong độ thay vì ngồi dự bị. Viễn cảnh trên xảy ra sẽ là một tin vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi khi Văn Lâm chơi tại V-League, anh sẽ dễ dàng lên tuyển hơn thay vì lo sự đội bóng chủ quản không nhả người. Dưới thời của ông Park Hang-seo, Đặng Văn Lâm có 26 lần xỏ găng và sở hữu vô số tình huống cứu thua 10-10 cho đội tuyển Việt Nam. Anh chính là nhân tố quan trọng góp công trong chiến tích vô địch AFF Cup 2018 và đưa những chiến binh sao vàng vào đến bán kết Asian Cup 2019. Trong thời gian gần đây, do là Văn Lâm mới trở lại sau chấn thương nên anh không được huấn luyện viên Park Hang-seo quá trọng dụng. Khi quay trở lại với V-League, đây sẽ là thời điểm tốt cho người gác đền Việt Kiều ghi điểm trở lại trong mắt của ông thầy người Hàn Quốc và người hâm mộ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. VFF chỉ rõ khả năng dự World Cup của đội tuyển Việt Nam. Với việc FIFA World Cup 2026 nâng tổng số đội tham dự lên thành 48 đội, châu Á sẽ có 8 suất tham dự vòng chung kết World Cup và 1 suất tham dự Play-off liên châu lục. Điều này giúp cho tuyển Việt Nam tăng cơ hội đáng kể trong việc góp mặt ở vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Nhận định về cơ hội dự World Cup của đội tuyển Việt Nam, Tổng thư ký VFF Âu Lê Hoài Anh cho biết, trong chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030, có ghi rõ mục tiêu tuyển Việt Nam nằm trong top 10 bóng đá châu Á và chỉ khi nào chúng ta đạt được mục tiêu này thì mới có hy vọng quay trở thành quốc gia có được một trong số các suất của châu Á tham dự World Cup 2026. Việt Nam cần phải nắm bắt cơ hội này bằng một kế hoạch chuẩn bị hết sức bài bản, chuyên nghiệp và đồng bộ. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định rằng không chỉ Việt Nam nhìn thấy cơ hội này để tăng mức đầu tư và có sự chuẩn bị thật kỹ, mà các nước châu Á khác cũng sẽ chạy đua quyết liệt để có được các suất mà FIFA công bố. Cuộc cạnh tranh sẽ là rất lớn, khốc liệt và chúng ta sẽ cần phải có sự đầu tư lớn từ VFF nói riêng cũng như là ngành thể thao nói chung, theo Thanh Niên. FIFA World Cup 2026 sẽ được tổ chức với 4 vòng đấu bao gồm vòng sơ loại 1, vòng sơ loại 2, vòng sơ loại khu vực châu Á và vòng loại trực tiếp khu vực châu Á. Tại vòng loại trực tiếp khu vực châu Á, 6 đội đứng thứ 3 và 4 tại vòng loại khu vực châu Á trước đó sẽ chia thành 2 bảng, 3 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng. Đội dẫn đầu mỗi bảng giành 2 vé tiếp theo tham dự World Cup 2026. 2 đội đứng thứ 2 sẽ thi đấu play-off để giành suất đấu trận play-off liên lục địa.